Mến chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện gì? Tình hình an ninh thế giới có gì đặc biệt? Quý vị và các bạn hãy cùng cập nhật với chúng tôi qua phần điểm tin chính. Các bạn thân mến, như chúng mình cũng đã nhiều lần đề cập về sự hung hăng, những hành động ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông, hòng thâu tóm vùng biển đem lại nhiều lợi ích này. Dường như những sự việc như tàu hải cảnh dân quân biển Trung Quốc đâm vào tàu chấp pháp, tàu cá nước ta, đã quá quen thuộc với tất cả mọi người phải không hát. Ngày hôm nay thì chúng mình muốn quay ngược thời gian một chút, trở lại về sự kiện đã xảy ra cách đây hơn 7 năm. Trung Quốc hạ đặt giàn khoan 981, gây xôn xao dư luận quốc tế và khu vực. Mặc dù đang xâm phạm chủ quyền nước bạn, thế nhưng quốc gia này vẫn vô cùng hung hăng và hống hách. Cụ thể, có một đoạn video ghi lại được tàu hải cảnh mang số hiệu 44.103 của Trung Quốc đã đâm thẳng vào tàu của lực lượng chấp pháp Việt Nam. Sự việc này xảy ra cũng khá lâu rồi, thế nhưng ngày hôm nay chúng mình muốn đề cập lại chủ đề này. Bởi lẽ mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video được cho là xuất phát từ Trung Quốc, nhưng là động thái ngược lại, tàu chấp pháp Việt Nam đâm vào tàu hải cảnh Trung Quốc. Mặc dù tàu của Trung Quốc to và có lợi thế áp đảo, sau khi được đăng tải, video đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, cũng như bình luận từ cộng đồng quốc tế. Các bạn nghĩ sao về hành động này? Liệu đây có phải là một tín hiệu đáng mừng? Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về sự việc này và những bình luận đến từ cộng đồng mạng quốc tế, xem họ đánh giá như thế nào về sự việc này nhé các bạn thân mến. Vào đầu tháng 5 năm 2014, Trung Quốc đã ngang nhiên kéo giàn khoan Hải Dương 981 tới vị trí cách hòn đảo Chi Tôn 17 hải lý về phía nam, cách đảo Lý Sơn khoảng 120 hải lý về phía đông. Đáng chú ý, đây là vị trí nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển Quốc tế UNCLOS năm 1982. Giàn khoan dầu Hải Dương 981 là giàn khoan biển sâu di động cỡ lớn đầu tiên được sản xuất bởi Trung Quốc và thuộc sở hữu của Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc. Hải Dương 981 có chiều dài là 114m, rộng 90m, chiều cao là 137,8m và có khối lượng lên đến 31.000 tấn. Boong của giàn khoan có diện tích bằng đúng một sân bóng đá tiêu chuẩn với khả năng khoan sâu tới 12.000m. Trung Quốc đã đầu tư 6 tỷ nhân dân tệ, tức là tương đương với 952 triệu đô để xây dựng Hải Dương 981 trong suốt 3 năm. Và để bảo vệ giàn khoan có giá trị hàng tỷ đô này, Trung Quốc đã huy động tới 80 tàu các loại, trong đó có 7 tàu quân sự như tàu tuần tra tên lửa tấn công nhanh 753, khinh hạm tên lửa 534 và 33 tàu hải cảnh, cùng nhiều tàu vận tải và ngư dân. Ngoài ra, hàng ngày có tới hàng chục tốp máy bay hoạt động trên địa bàn. Đỉnh điểm, có những lúc số lượng tàu hộ tống của Trung Quốc có thể lên tới hơn 100 chiếc để có thể bảo vệ quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình trong vùng đặc quyền kinh tế, nhưng vẫn phù hợp với luật pháp quốc tế. Việt Nam đã cử 29 tàu hải cảnh tới các khu vực gần giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc. Khi nhận thấy giàn khoan này có ý định thiết lập vị trí cố định, lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam đã tích cực trong việc tuyên truyền, vận động Trung Quốc chấm dứt ngay hành vi vi phạm luật pháp quốc tế của mình, đồng thời rút giàn khoan ra khỏi vùng lãnh hải Việt Nam. Đáp lại những động thái mềm mỏng của Việt Nam, tàu Trung Quốc lại lấn lướt, liên tục có những hành động gây hấn, khiêu khích như mở bạt pháo để uy hiếp, dùng vòi rồng tấn công tàu của Việt Nam, sẵn sàng húc, đâm mạnh khiến cho tàu Việt Nam hư hỏng và làm bị thương một số kiểm ngư viên. Cụ thể minh chứng cho hành vi gây hấn ấy là sự việc tàu hải cảnh 44.103 của Trung Quốc đâm thẳng vào tàu cảnh sát biển Việt Nam, làm gãy đến 10 mét lan can tàu. Sau khi thực hiện hành vi hung hăng này, chiếc tàu cũng bị vỡ mũi, thế nhưng vẫn liên tục theo sát lực lượng chấp pháp Việt Nam, đi bên cạnh và cản trở lực lượng này thực thi pháp luật. Thậm chí dù đã gây ra hư hỏng, nhưng hải cảnh Trung Quốc vẫn không dừng lại, tiếp tục tăng tốc đâm thẳng vào mạn trái của đuôi tàu Việt Nam, dù cho cảnh sát biển đã chủ động vòng, né tránh những cú va. Cuối cùng lan can của tàu cảnh sát biển 2012 Việt Nam đã gãy vụn bởi cú đâm mạnh rất hung bạo này sau khi video được đăng tải từ một nguồn Trung Quốc. Hình ảnh cũng tương đối rõ nét so với video trước đây của Việt Nam, đã có rất nhiều lượt tương tác đến từ cộng đồng mạng quốc tế. Có lẽ người đăng video này nhằm mục đích công kích Việt Nam chúng ta, chứng minh rằng Việt Nam ta mới là quốc gia chủ động đâm tàu chấp pháp nước họ. Thế nhưng ngược lại với chủ đích đó, cư dân mạng lại bày tỏ sự ủng hộ Việt Nam nhiều đến bất ngờ, thậm chí còn tỏ rõ thái độ căm ghét với quốc gia tỷ dân này. Quả đúng là gậy ông đập lưng ông. Ngay sau đây, chúng mình sẽ dẫn ra những bình luận tiêu biểu nhất để quý vị có thể thấy được sự ủng hộ dành cho Việt Nam chúng ta từ cộng đồng quốc tế mạnh mẽ đến như thế nào. Một cư dân mạng đến từ Hoa Kỳ bình luận rằng, tôi thật sự rất kính trọng và cảm phục đối với cảnh sát biển Việt Nam. Quá khứ đã là quá khứ, và tôi xin cầu chúc cho Việt Nam sẽ chiến thắng trong công cuộc bảo vệ lãnh thổ của mình. Trong khi đó, các bình luận đến từ Philippines lại thẳng thắn nói về sự không cứng rắn, cương quyết trong hành động của chính phủ, cũng như lực lượng thực thi luật pháp nước mình.
đồng thời tôn vinh việc làm vừa rồi của Việt Nam, bình luận có nội dung như sau: Chúa ơi, tôi ước gì chính phủ Philippines cũng quyết liệt như Việt Nam. Những người Việt Nam này thực sự dũng cảm và có ý thức yêu nước, không giống như chủ tịch nước của chúng tôi. Buồn làm sao, thật tuyệt vời khi ở đất nước Việt Nam. Một bình luận khác thì nói rằng, đây là hành động vô cùng tuyệt vời của quốc gia Việt Nam, dám đứng lên và chống lại đất nước Trung Quốc. Philippines cũng nên hành xử như vậy, hãy để cho Trung Quốc biết được rằng, không phải họ muốn làm gì cũng được. Việt Nam sẽ là một thách thức lớn đối với Trung Quốc, người Việt Nam họ sẽ không dễ dàng gì để từ bỏ điều đó. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ các bạn, Camilla đến từ Philippines chia sẻ. Một bạn khác cũng đến từ quốc gia này thì bày tỏ, tôi là người Philippines và tôi nghĩ Trung Quốc đã đánh giá quá thấp Việt Nam rồi. Việt Nam là một đất nước vô cùng dũng cảm, hay nhớ rằng, trong chiến tranh họ thậm chí còn không lùi bước, dù cho đó là Mỹ. So với Mỹ thì Trung Quốc thậm chí còn không tạo ra được nhiều sự khác biệt đến vậy. Các bạn thấy đấy, Philippines tham gia bình luận rất nhiều trong diễn đàn này. Bởi lẽ đây cũng đang là một quốc gia có tranh chấp vùng lãnh hải với Trung Quốc trên Biển Đông, dễ hiểu vì sao họ lại bức xúc đến như vậy. Các bạn có suy nghĩ như thế nào về những chia sẻ này? Comment cho tên kênh biết với nhé! Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với bình luận của Nicky Zurat đến từ Hoa Kỳ. Bạn này thì lại có ý gửi lời nhắc nhở nhẹ nhàng đến với quốc gia Trung Quốc. Mỹ đã bị đánh đuổi thảm hại khỏi Việt Nam, bây giờ Trung Quốc lại muốn bắt nạt quốc gia này, rồi sẽ phải chịu chung số phận như Mỹ đã từng gánh chịu mà thôi. Một bạn khác đến từ Ấn Độ có tên là Chuhat Chitkali chia sẻ quan điểm rằng quân đội Việt Nam có một số nhà chiến lược xảo quyệt nhất và một đội quân thiện chiến với tình yêu nước nồng nàn. Nếu ta chỉ đánh giá họ như một quốc gia nhỏ thì chắc chắn sẽ gặp thất bại, dù cho các quốc gia xâm lược có lớn đến đâu đi chăng nữa, trừ khi sử dụng vũ khí hạt nhân để gây rối với Việt Nam, nếu không sẽ phải trả cái giá đắt, trong khi ở Trung Quốc lính của họ không bằng lính Việt Nam. Tôi thực sự hy vọng Ấn Độ sẽ không bao giờ gây rối với Việt Nam và tiếp tục có quan hệ hợp tác tốt đẹp với quốc gia này. Nickname có tên Ekan Kaze cho biết, Việt Nam sẽ vươn lên, con rồng đang ngủ sẽ thức dậy và chống lại Trung Quốc, trong khi một nickname khác thì lại mong muốn sự cứng rắn hơn từ các quốc gia, cũng đang có tranh chấp tại Biển Đông với Trung Quốc. Việt Nam giống như một cậu bé trầm lặng trong lớp, đã đánh bại một kẻ bắt nạt hàng đầu một lần, bây giờ lại tiếp tục một kẻ bắt nạt khác. Tôi mong muốn các quốc gia ASEAN khác cũng đều làm được như vậy. Connie thì lại đưa ra cảm nhận rằng, tôi vừa xem xong một video mà Argentina đánh chìm một tàu cá của Trung Quốc, sau khi tàu của quốc gia này phớt lờ mọi cảnh báo. Các quốc gia nhỏ nhận được sự tôn trọng của tôi vì đã dám đứng lên chống lại Trung Quốc, trong khi các quốc gia lớn thì lại không làm được gì. Trong số đó cũng có rất nhiều bình luận mỉa mai, thậm chí bày tỏ sự căm ghét đến với đất nước tỷ dân Trung Quốc. Thật sự đáng báo động về việc Trung Quốc đang trở thành một quốc gia bị căm ghét nhanh chóng như thế nào. Nickname Duji chia sẻ, Charlie Hawa đến từ Pakistan thì lại mỉa mai rằng, có vẻ như Trung Quốc nghĩ rằng cả thế giới đều là tài sản của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thậm chí có bạn còn nêu dẫn chứng thêm để thấy được sự không ra gì của Trung Quốc. Đến người dân của chính quốc gia mình cũng mặc nhiên bỏ rơi. Bình luận có nội dung như sau, tôi nhớ khi các thuyền viên Trung Quốc, Philippines, Việt Nam và Colombia bị cướp biển Somalia bắt cóc, chính phủ Trung Quốc đã không hề giúp đỡ người dân tại quốc gia của mình. Kết quả là hơn 20 thủy thủ đoàn đã ở lại Somalia trong vòng 5 năm. May mắn thay, các quốc gia tốt không bao giờ quay lưng lại với công dân của chính họ. Có 1-2 người nước ngoài đã liên lạc với hải tặc để tiến hành thương lượng, nhờ vào sự giúp đỡ của nhiều các tổ chức khác nhau. 26 thuyền viên đã được thả sau 5 năm nằm trong tay của cướp biển. Bình luận cuối cùng mà chúng mình muốn nhắc đến trong video ngày hôm nay, đó là một bình luận mang sự thôi thúc, sự động viên tinh thần cho những gì Việt Nam đã và đang làm được. Đôi khi một quốc gia nhỏ phải học cách chống lại và bảo vệ những gì thuộc về họ một cách chính đáng, bởi vì đó là một cuộc đấu tranh đáng giá. Một bình luận mà dường như khích lệ được tinh thần cho Việt Nam chúng ta rất nhiều, phải không ha? Các bạn thì thấy như thế nào về những bình luận mà chúng mình đã đưa ra bên trên? Chia sẻ quan điểm cá nhân bằng cách comment ngay dưới video này nhé! Các bạn thân mến, lẽ phải sẽ luôn luôn được tôn trọng, cũng như sự việc trên. Dù cho Trung Quốc cố gắng đẩy Việt Nam vào thế khó, thế nhưng sự căm ghét dành cho quốc gia này đã ngày một nhiều. Có quá nhiều nước, quá nhiều người đã không còn dành niềm tin cho đất nước có quá nhiều âm mưu, thủ đoạn và tham vọng này. Những luận điệu mà quốc gia này đưa ra sẽ không thể giấu đi được những gì mà họ đã làm với không chỉ Việt Nam, mà còn với nhiều quốc gia khác. Đang có tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông hiện nay, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo là vấn đề của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, cũng như là toàn bộ hệ thống chính trị. Quan điểm xuyên suốt của đảng ta vẫn là giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển tối đa các lĩnh vực kinh tế biển. Bên cạnh đó, vẫn cần kiên quyết, cứng rắn và kiên trì trong quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo nước nhà, đặc biệt là đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Dù sự nghiệp đấu tranh này còn nhiều khó khăn, thế nhưng dưới sự lãnh đạo của đảng, sự quản lý hiệu quả của nhà nước Việt Nam, sự điều hành sáng tạo, linh hoạt của chính phủ, cùng sự đồng lòng của toàn dân, toàn quân, tất cả cùng nhìn về một hướng, chắc chắn sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của chúng ta sẽ giành thắng lợi hoàn toàn.
chủ quyền biển đảo của chúng ta sẽ giành thắng. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chương trình. Một trận động đất mạnh 5,4 độ Richter xảy ra ở miền đông Trung Quốc hôm Chủ nhật, làm ít nhất 10 người bị thương và khiến hàng chục tòa nhà sụp đổ. Cư dân Trung Quốc ở trong khu vực động đất đã đăng video lên mạng xã hội cho thấy các thiết bị chiếu sáng rung lắc, mặt đất rung chuyển và người dân sơ tán khỏi các tòa nhà. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS cho biết, trận động đất xảy ra vào lúc 2 giờ 33 phút sáng cách thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông 26 km về phía nam. Tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 10 km, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV dẫn thông tin từ chính quyền Sơn Đông cho hay, ít nhất 10 người bị thương và 74 ngôi nhà hoặc tòa nhà đã sụp đổ do trận động đất cùng 52 cơn dư chấn tiếp sau đó. Các thành phố Bắc Kinh và Thiên Tân cũng như Thượng Hải, cách tâm chấn khoảng 800 km, cũng có thể cảm nhận được trận động đất, AFP cho hay. Động đất ở Trung Quốc thường xảy ra nhưng hiếm khi xảy ra ở phía đông của đất nước. Khu vực này là nơi tập trung phần lớn dân cư và thành phố lớn của Trung Quốc. Truyền thông Trung Quốc dẫn lời một quan chức từ cơ quan địa chấn Sơn Đông nhận định khả năng xảy ra một trận động đất lớn hơn là rất nhỏ. Thưa quý vị, điều gì gây ra cú quay đầu đột ngột của bão Kanun tiến vào Nhật Bản một lần nữa? Cơn bão Kanun đang trên đường quay đầu gần 180 độ lại nhằm vào Okinawa, Nhật Bản, nơi nó vừa đi qua và gây thiệt hại nặng nề chỉ vài ngày trước. Cách chuyển hướng đột ngột của Kanun là khác với dự báo ban đầu, cũng được cho là rất khác thường. Điều này có thể được lý giải thế nào? Khi bão Kanun mới hình thành vào tuần trước, mô hình dự báo của châu Âu được coi là dự báo đáng tin cậy nhất thế giới cho rằng nó sẽ hướng vào Trung Quốc. Tuy nhiên, sau đó Kanun đã đi qua Okinawa, Nhật Bản, gây hàng loạt thiệt hại cả về người và của ở đây. Thế rồi Kanun di chuyển chậm về hướng Tây với tốc độ chỉ khoảng 10 đến 15 km. Lúc này, nó vẫn có vẻ sẽ tiến vào Trung Quốc, nhưng một cách rất bất ngờ. Kanun quay đầu gần 180 độ lại hướng về Okinawa một lần nữa. Vậy tại sao bão Kanun đi ngoằn ngoèo như vậy? Theo ông Takashi Futamura, người đứng đầu trụ sở chính phủ khu vực Fukuoka của cơ quan khí tượng Nhật Bản, bão Kanun có đường đi khác thường là do hệ thống áp suất cao ở Thái Bình Dương và những cơn gió Tây ở vĩ độ trung bình. Thực tế, đường đi của cơn bão thường rất dễ bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như gió ở các khu vực xung quanh và các kiểu áp suất. Trong trường hợp của bão Kanun, ban đầu nó tiến gần đến các khu vực quanh Okinawa. Vì nó bị gió mậu dịch ở các vùng nhiệt đới đẩy về phía Tây, rồi nó di chuyển chậm chạp vì đường đi của nó bị chặn lại bởi hệ thống áp suất cao Thái Bình Dương đang rất mạnh. Lúc này, gió Tây thường ảnh hưởng đến đường đi của các cơn bão, cũng đang thổi về cả phía Đông và Tây ở tít trên phương Bắc và chưa mạnh đến mức đẩy được bão Kanun sang phía Đông. Nhưng trong vài ngày vừa rồi, hệ thống áp suất cao Thái Bình Dương bỗng dần yếu đi và những cơn gió Tây lại đẩy bão Kanun ngoặt sang hướng Đông, quay lại khu vực Okinawa, Nhật Bản. Sau khi quay đầu gần 180 độ, bão Kanun được dự báo sẽ đi thẳng trong khoảng 2 ngày rồi rẽ gần 90 độ lên hướng Bắc. Nếu như vậy, nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều tỉnh thành nữa ở Nhật, kể cả những khu vực cách xa tâm bão. Vì vậy, cơ quan khí tượng Nhật Bản kêu gọi người dân ở cả phía Đông và phía Tây của đất nước liên tục theo dõi tin bão để có cách thức phòng chống phù hợp. Thưa quý vị, lũ lụt và thảm họa địa chất do bão số 3 gây ra đã ảnh hưởng hơn 7,03 triệu người, với 142 người chết hoặc mất tích. Hơn 2.300 ngôi nhà bị sập và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 15,78 tỷ nhân dân tệ. Tình hình lũ lụt ở phía Bắc Trung Quốc diễn biến hết sức nghiêm trọng. Tại tỉnh Cát Lâm, khoảng trưa thứ Bảy, lực lượng cứu hộ tìm được thi thể của 4 quan chức thành phố Thư Lan, Phó Chủ tịch thành phố Thư Lan và 3 thành viên trong nhóm của ông bị lũ cuốn trôi trên đường đi đánh giá thiên tai hôm thứ Sáu, theo Tân Hoa Xã. Riêng trong tuần rồi, số người chết vì lũ ở Cát Lâm là 10. Cơ quan kiểm soát lũ Thư Lan, tất cả 9 hồ chứa trong thành phố đã vượt qua giới hạn lũ và đang duy trì mức xả hợp lý. Hôm thứ Bảy, ít nhất 10 người đã chết do lũ ở thành phố Bảo Định thuộc tỉnh Hồ Bắc, cách Bắc Kinh khoảng 150 km, 18 người còn mất tích. Hơn 600.000 trong số 11,5 triệu dân của Bảo Định đã được sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm. Trước đó, Bắc Kinh đã ghi nhận khoảng 20 người đã chết. Lũ lụt là một phần hậu quả của siêu bão số 3 đổ bộ vào phía đông nam Trung Quốc vào cuối tuần trước. Bão số 3 gây lở đất và lũ lụt ở tỉnh Phúc Kiến phía đông nam sau khi đổ bộ vào đây, trước khi tiến về phía bắc tàn phá Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc lân cận rồi gây ngập lụt các khu vực ở phía đông bắc.
Bắc Kinh hứng lượng mưa kỷ lục là 744,8mm trong 140 năm, vẫn tiếp tục báo động đỏ, nguy cơ đối mặt với các rủi ro địa chất như sạt lở đất. Thành phố Lâm Thành ở tỉnh Hà Bắc lân cận hứng lượng mưa hơn 1.000mm trong tuần rồi, tương đương lượng mưa 2 năm trong khu vực. Sáng hôm Chủ nhật, Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc ban hành phản ứng khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp độ 3 sau đợt mưa bão và lũ lụt nghiêm trọng ở các tỉnh Hắc Long Giang, Cát Lâm, khu tự trị Nội Mông ở phía Bắc Trung Quốc. Trung tâm Khí tượng Quốc gia cho biết, tàn dư của bão số 3 dự kiến sẽ kéo bão đến khu vực Trung và Đông của Cát Lâm và Đông Nam của Hắc Long Giang. Theo thống kê của Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc hôm thứ Sáu, lũ lụt và thảm họa địa chất do bão số 3 gây ra đã ảnh hưởng hơn 7,03 triệu người, với 142 người chết hoặc mất tích, hơn 2.300 ngôi nhà bị sập và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 15,78 tỷ nhân dân tệ. Thống kê chính thức cho thấy, trong tháng 7, thiên tai bao gồm lũ lụt, bão và thiên tai địa chất đã ảnh hưởng đến hơn 16 triệu dân, với 147 người chết hoặc mất tích, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 41,18 tỷ nhân dân tệ, khoảng 5,74 tỷ đô la Mỹ. Hôm Chủ nhật, chính quyền Trung ương duyệt thêm 350 triệu nhân dân tệ, khoảng 49 triệu đô la Mỹ, hỗ trợ các khu vực bị lũ lụt gần Bắc Kinh, tỉnh Hà Bắc, Thiên Tân và Đông Bắc. Cho đến nay, chính phủ Trung ương Trung Quốc đã phân bổ 520 triệu nhân dân tệ trong quỹ cứu trợ thiên tai cho các vùng bị lũ lụt, theo Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp. Chính quyền địa phương có thể sử dụng các quỹ này để cứu trợ thiên tai, ứng phó khẩn cấp, di dời cư dân, khảo sát các mối nguy hiểm liên quan đến lũ lụt và khôi phục nhà cửa bị hư hại. Trung Quốc đang nỗ lực khôi phục lại cuộc sống bình thường của người dân địa phương. Đất nông nghiệp bị mưa và lũ lụt phá hủy đang được nạo vét. Các loại cây công nghiệp đang được trồng càng nhanh càng tốt để giảm thiểu thiệt hại kinh tế. Thưa quý vị, cơn mưa lớn đã biến con đường mòn xuống núi trở thành thác lũ chảy xiết và khiến hàng trăm người phải sống trong cảnh lo sợ. Sáng thứ Năm tuần trước, siêu bão số 3 đã tràn vào miền Đông Nam Trung Quốc, kèm theo gió và mưa lớn tới các khu vực ven biển sau khi quét qua Đài Loan, Trung Quốc và miền Bắc Philippines. Sau đó, nhiều tỉnh thành của Trung Quốc phải hứng chịu những cơn mưa lớn kỷ lục do bão số 3 gây ra. Mưa lớn khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán, nhiều hoạt động phải hủy bỏ. Các danh lam thắng cảnh trên khắp quốc gia này phải tạm đóng cửa. Theo trang China Daily, những cơn mưa lớn cũng gây ảnh hưởng tới lễ hội cắm trại trên núi Vũ Công thuộc tỉnh Giang Tây. Chúng đã khiến cho hàng trăm du khách đổ về đây bị kẹt trên đỉnh núi. Từ những thống kê của Cục Khí tượng Thủy văn, lượng mưa ở nhiều khu vực tại địa phương này lên tới hơn 50mm. Nước mưa xối xả như thác lũ tràn xuống các con đường mòn khiến du khách không thể sơ tán. Giám đốc của khu danh lam thắng cảnh núi Vũ Công đã khuyến cáo các du khách không nên tự ý lên núi vào thời điểm này. Những du khách bị mắc kẹt trên núi Vũ Công cho biết họ lên núi để dự lễ hội cắm trại. Sau khi có mặt nửa tiếng tại địa điểm tập kết, ban tổ chức mới thông báo về việc tạm hoãn lễ hội do thời tiết. Tuy nhiên, sau đó, trời đổ mưa rất to, hàng trăm du khách đã bị kẹt qua đêm trên đỉnh núi. 6 giờ sáng ngày hôm sau, họ di chuyển xuống chân núi bất chấp mưa xối xả. Lúc này, việc di chuyển vô cùng khó khăn vì quá nhiều người đã hoảng sợ mà chen lấn, không tuân thủ xếp hàng. Ban tổ chức buộc phải đứng ra sắp xếp thì mọi việc mới ổn định. Đoàn người xuống núi khi nước mưa đang chảy như thác lũ. Nhiều du khách vì sợ đường trơn đã mang theo gậy trống. Trên đường xuống núi, đoàn du khách đã nhận được hỗ trợ từ hai điểm tạm dừng. Một khu vực phát áo mưa miễn phí và một quán lẩu đã tặng cho du khách những xiên que để ăn tạm cho qua cơn đói. Vì mưa quá to, một du khách trong đoàn đã bị lạc đường. Rất may người này đã gặp được nhân viên của khu danh thắng và được chỉ dẫn xuống đến nơi an toàn. Toàn bộ hành trình xuống núi trong lúc mưa chảy như thác lũ dài tới 3,5 tiếng. Nó dài hơn rất nhiều so với dự kiến. Những đoạn video ghi lại khoảnh khắc của đoàn du khách đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội. Được biết, lễ hội cắm trại trên núi Vũ Công là hoạt động được tổ chức thường niên. Đây là một lễ hội trải nghiệm văn hóa âm nhạc trên đồng cỏ rộng tới 4 hectare trên đỉnh núi. Đến nay, lễ hội này đã bước sang năm thứ 16. Mỗi lần tổ chức, nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham dự. Nằm ở phía bắc tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, núi Vũ Công là một trong những điểm du lịch hấp dẫn và ấn tượng. Ngọn núi này nổi tiếng với vẻ đẹp như chốn bồng lai của những đám mây trắng bồng bềnh ôm ấp non cao, đồng cỏ mênh mông và thác nước hùng vĩ. Tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc Trung Quốc phát cảnh báo lũ lụt cấp cao nhất tại sông Đà Đà do mưa lớn. Trong cảnh báo lũ lụt Trung Quốc, cơ quan thủy văn tỉnh Thanh Hải nhấn mạnh trạm thủy văn tại sông Đà Đà, nơi phát nguyên của sông Dương Tử, ghi nhận lưu lượng nước ở mức 852 m khối trên giây, đạt đến mức lũ lụt nghiêm trọng, đài CGTN thông tin. Cơ quan Thủy văn Thanh Hải cũng kêu gọi giới chức các khu vực dọc theo sông Đà Đà có biện pháp phòng ngừa, sơ tán dân, đặc biệt là ở trấn Trang Kula
và huyện Jiduo. Sông Đại Đà là một trong ba nguồn của sông Dương Tử. Con sông dài nhất ở Trung Quốc và dài thứ ba trên thế giới, sông Đại Đà bắt nguồn từ những con sông băng của dãy núi tuyết cách Lạp Đan Đông và lấy nước từ một số sông băng trong khu vực. Dòng sông đóng băng từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau và nước sông dâng cao vào tháng 6 khi băng tan. Mực nước của sông Đại Đà đạt đến đỉnh điểm vào tháng 8. Cũng liên quan tới lũ lụt Trung Quốc, hôm Chủ nhật, thành phố Thiên Tân ở miền Bắc Trung Quốc đã phát báo động đỏ, mức cảnh báo cao nhất với lũ lụt có thể xảy ra ở sông Đại Thanh Hà, một nhánh chính của sông Hải Hà, dòng sông đang trải qua trận lũ lụt tồi tệ nhất kể từ năm 1963. Trưa hôm thứ Sáu, nước lũ sông Đại Thanh Hà đã đến phạm vi Thiên Tân và thành phố đã đưa vào sử dụng khu vực ngăn và giữ nước lũ. Các lực lượng có liên quan, phương tiện khẩn cấp và vật liệu cứu trợ thiên tai đã được gửi đến khu vực trữ nước lũ. Việc gia cố kè ngoài của đường sông đang được tiến hành ở Thiên Tân. Ủy ban Bảo tồn nước sông Hải Hà thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, hiện tại lưu vực sông Hải Hà ở miền Bắc Trung Quốc đang trải qua trận lũ lụt tồi tệ nhất do mưa bão gây ra. Cũng theo Tân Hoa Xã, Bộ Thủy lợi Trung Quốc hôm Chủ nhật đã cập nhật mức độ ứng phó lũ lụt ở Nội Mông, phía Bắc Trung Quốc và Cát Lâm, Hắc Long Giang, phía Đông Bắc Trung Quốc. Ứng phó lũ lụt khẩn cấp đã được nâng lên cấp 3, cấp cao thứ 3 trong hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt 4 cấp của Trung Quốc do lượng mưa lớn kể từ đầu tháng dẫn tới lũ lụt ở một số khu vực này. Lưu lượng đỉnh lũ được dự báo sẽ tới những trạm thủy văn trên một số sông trọng điểm. Ví dụ, lưu lượng lũ đỉnh điểm lên tới 7.500 m3 trên giây sẽ tới trạm thủy văn Trường Giang Đồn ở hạ lưu sông Mậu Đơn Giang trong ngày thứ Hai. Mưa bão và lũ lụt đã tàn phá miền Bắc và Đông Bắc Trung Quốc trong tuần qua. Mưa lũ trên sông Dương Tử bắt đầu di chuyển về phía Bắc, mang theo dông bão, gió lớn và mưa lũ xối xả tới những vùng rộng lớn ở miền Bắc Trung Quốc. Tờ China Daily dẫn thông tin từ dự báo thời tiết của Trung Quốc cho biết, dự kiến mưa lũ sẽ di chuyển về miền Bắc từ tuần trước. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, khi mưa lớn giảm rõ rệt hôm thứ Năm tuần trước ở Trung và lưu sông Dương Tử, nhiệt độ ở các khu vực này sẽ tăng đột biến hôm thứ Sáu, bắt đầu một giai đoạn oi bức. Ở phía Bắc, hầu hết các khu vực sẽ có mưa và dông, trong đó mưa to được dự báo ở các khu vực của khu tự trị Nội Mông và các tỉnh Sơn Tây và Hà Bắc. Lượng mưa lớn hơn cũng có khả năng sẽ tấn công phía Tây Bắc và phía Bắc Trung Quốc vào đầu tuần tới, theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia. Tuần trước, Trung tâm Khí tượng Quốc gia tiếp tục cảnh báo màu vàng về nhiệt độ cao do sóng nhiệt đã bao phủ hầu hết các vùng của đất nước. Hầu hết các khu vực của Trung Quốc bao gồm Tứ Xuyên, Vân Nam, các khu vực phía nam sông Dương Tử, miền nam Trung Quốc bao gồm Hải Nam, Cam Túc, Ninh Hạ, Nội Mông và Tân Cương, dự kiến nhiệt độ tăng lên trên 35 độ C. Ở một số khu vực này, nhiệt độ có thể lên tới 37 đến 39 độ C. Một phần của các tỉnh Hồ Nam, Giang Tây, Quảng Đông và Hải Nam được dự báo sẽ có nhiệt độ lên gần 40 độ C trong tuần này. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết gồm 4 tầng, được mã hóa bằng màu sắc, với màu đỏ tượng trưng cho sự khắc nghiệt nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh. Mưa lớn và lũ lụt trầm trọng ở Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục trong ngày 2 tháng 9 ở nhiều khu vực rộng lớn của nước này. Dự báo thời tiết cho biết, mưa lớn dự kiến tiếp tục càn quét nhiều nơi ở phía nam Trung Quốc. Theo CGTN thông tin, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã triển khai ứng phó khẩn cấp cấp 2, cấp cao thứ 2 trong hệ thống ứng phó lũ lụt của nước này đối với lưu vực sông Dương Tử. Mưa lớn dự báo tiếp tục đe dọa nhiều vùng ở Trùng Khánh, Quý Châu, Quảng Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy và Giang Tô. SCMP dẫn thông tin từ Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc. Trung tâm cảnh báo lượng mưa hàng ngày ở nhiều khu vực dự kiến lên tới 180mm. Lượng mưa ở một số khu vực có khả năng lên tới 70mm mỗi giờ kèm theo dông bão và gió mạnh. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc lưu ý, lũ lụt tăng cường dọc sông Dương Tử và các con sông lớn khác ở Trung Quốc đã khiến hơn 2 triệu người phải sơ tán và hàng triệu người khác bị ảnh hưởng. Nhiều vùng của Trung Quốc từ các tỉnh ở phía Tây Nam như Tứ Xuyên cho tới Cam Túc cách xa hơn 1.000 km về phía Bắc, mưa lớn đã xảy ra trong 2 tháng qua. Nước của nhiều con sông ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lớn đã lên tới mức nguy hiểm. Tại Thái Hồ, hồ lớn ở biên giới giữa tỉnh Giang Tô và Chiết Giang, mực nước đã vượt quá ngưỡng an toàn trong 9 ngày liên tục. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, mực nước cao trên sông Dương Tử, sông Hoài và Thái Hồ đã diễn ra một thời gian dài và có sức ép ngày càng gia tăng với phòng chống lũ lụt, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết. Ủy ban Thủy lợi Trường Giang, đơn vị chịu trách nhiệm về lưu vực sông Dương Tử, còn có tên gọi khác là sông Trường Giang, cũng phát cảnh báo về mực nước tăng nhanh ở thượng nguồn sông Dương Tử và hồ chứa đập Tam Hiệp.
cơ quan thủy lợi cho biết lượng nước chảy vào hồ Tam Hiệp sẽ lên tới 60.000 mét khối mỗi giây, một trong những vận tốc dòng chảy vào đập nhanh nhất từng được ghi nhận. Đập Tam Hiệp vắt qua con sông dài nhất Trung Quốc và cũng là sông dài nhất châu Á, được thiết kế chủ yếu trong việc sản xuất điện. Thêm vào đó, chính phủ Trung Quốc cho biết đập Tam Hiệp cũng dự kiến góp phần giảm thiểu lũ lụt thảm khốc. Thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc đã phát cảnh báo khẩn từ tuần trước và chính quyền địa phương đã sơ tán người dân dọc sông Gangun do lũ lụt nghiêm trọng. Tuần trước, Trung Quốc đã phải cho nổ tung một con đập trên sông Chu của tỉnh An Huy để thoát nước lũ. Theo Tân Hoa Xã, kể từ tháng trước, lũ lụt đã ảnh hưởng tới 23,8 triệu người ở 24 tỉnh thành khắp Trung Quốc, tổng số 31 người chết hoặc mất tích và hơn 2 triệu người phải sơ tán. Thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 64,4 tỷ nhân dân tệ, khoảng 9 tỷ đô la Mỹ. Kính thưa quý vị, gần đây, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, tính đến ngày thứ ba vừa qua, 1.192 quận thuộc 26 tỉnh, khu tự trị và thành phố ở Trung Quốc đại lục đã bị ngập lụt. 32,82 triệu người bị ảnh hưởng, 186 người chết, 45 người mất tích và 56.000 ngôi nhà bị sập và bị ảnh hưởng. Trong khoảng thời gian này, thiệt hại trực tiếp là khoảng 50,6 tỷ nhân dân tệ. Một số cư dân mạng nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phá hủy môi trường sinh thái trong nhiều thập kỷ và gây ra hậu quả xấu xa ngày nay. Kể từ 10 ngày trước, các khu vực dọc Trung và hạ lưu sông Dương Tử, sông Giang Hoài và phía đông Tây Nam đã hứng chịu lượng mưa lớn nhất kể từ mùa lũ, khiến một số khu vực bị ngập lụt nghiêm trọng. Nó được đặc trưng bởi diện tích mưa bao phủ rộng, lượng mưa tích lũy trong quá trình lớn, lũ lên nhanh ở các con sông vừa và nhỏ. Tại Hồ Bắc, An Huy, Hà Nam, Giang Tô, Chiết Giang và các tỉnh khác, 91 con sông có mực nước siêu cảnh báo và 28 con sông có mực nước siêu đảm bảo, trong đó có 5 sông ở An Huy, Si Hê, sông Vịnh An, sông Phong Lạc, sông Ê Làng và sông Cư Thủy ở Hồ Bắc đã xảy ra lũ lụt vượt quá mực nước cao trong lịch sử. Vào lúc 3 giờ ngày thứ Ba, mực nước tại trạm Đại Đồng ở hạ lưu sông Dương Tử đã vượt mức báo động, lũ ở sông Dương Tử số 2 hình thành. Tuy nhiên, trận lũ lụt do mưa lớn lẽ ra phải là một thảm họa tự nhiên, nhưng vụ vỡ kè dài 70m ở thành phố Vũ Hán vào tối ngày thứ Bảy lại có yếu tố con người gây ra. Theo một số người dân ở làng Trị Nguyên, thị trấn Phượng Hoàng, đê tây sông Du Hê đã không được gia cố trong hơn 20 năm và có nguy cơ bị cát thổi vào đường ống vào đầu năm 1991. Hồ Cẩm Nguyên xác nhận trong 10 ngày tới sẽ xuất hiện hai đợt mưa lớn. Thưa quý vị, sau trận động đất ngày 31 tháng 8 tại 4 tỉnh đại lục, từ sáng sớm đến trưa ngày 1 tháng 9 đã xảy ra 3 trận động đất liên tiếp tại Tân Cương, đồng thời xảy ra tại Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc và quận Hải Tây, tỉnh Thanh Hải. Một cư dân mạng khác chỉ ra rằng cũng có những trận động đất ở Tế Nam, Sơn Đông và Khang Định, Tứ Xuyên. Theo báo cáo chính thức trên Weibo của mạng địa chấn Trung Quốc, vào lúc 12 giờ 57 phút ngày 31 tháng 8, một trận động đất mạnh 3,8 độ Richter đã xảy ra tại huyện Saya, tâm chấn 41,12 độ Vĩ Bắc, 83,55 độ Kinh Đông thuộc tỉnh Asu, Tân Cương với độ sâu tiêu cự là 16 km. Vào lúc 11 giờ ngày 1 tháng 9, một trận động đất mạnh 3,1 độ Richter đã xảy ra tại thành phố Đại Linh Nha, quận Hải Tây, tỉnh Thanh Hải. Tâm chấn có vị trí 37,46 độ Vĩ Bắc, 97,93 độ Kinh Đông, với độ sâu tiêu cự 9 km. Vào lúc 9 giờ 42 phút cùng ngày, một trận động đất mạnh 4,7 độ Richter đã xảy ra tại thành phố Kukwa, tỉnh Aksu, Tân Cương. Tâm chấn có tọa độ 41,12 độ Vĩ Bắc, 83,45 độ Kinh Đông, với tâm chấn sâu 10 km, cường độ động đất với độ sâu tiêu 10 km. Vào lúc 3 giờ 59 phút ngày 1 tháng 9, một trận động đất mạnh 2,0 độ Richter đã xảy ra tại khu Phụng Nam, thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc. Tâm chấn có tọa độ tại 39,44 độ Vĩ Bắc, 117,88 độ Kinh Đông, độ sâu tiêu 10 km. Đây là một trận động đất khác sau 5 trận động đất ở tỉnh Hà Bắc trong một tuần. Và nó cũng là một trận động đất khác sau trận động đất ở thành phố Đường Sơn ngày 31 tháng 8. Trước đó, vào lúc 5 giờ 17 phút ngày 1 tháng 9, một trận động đất mạnh 3,0 độ Richter đã xảy ra tại thành phố Luân Châu, thành phố Đường Sơn. Tâm chấn có tọa độ 39,83 độ Vĩ Bắc, 118,74 độ Kinh Đông. Ngày 31 tháng 8, 3 trận động đất liên tiếp xảy ra tại huyện Trương Bắc, Trương Gia Khẩu, thành phố, tỉnh Hà Bắc. Vào tháng trước, một trận động đất cũng xảy ra tại quận Song Kiều, thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc. Hôm 1 tháng 9, động đất cũng xảy ra ở tỉnh Thanh Hải và Tân Cương. Vào lúc 12 giờ 50 phút trưa, một trận động đất mạnh 3,6 độ Richter đã xảy ra tại huyện Hà Nam, tỉnh Hoàng Nam, Thanh Hải.
tâm chấn có tọa độ tại 34,47 độ Vĩ Bắc, 101,8 độ Kinh Đông, một trận động đất khác mạnh 3,4 độ Richter đã xảy ra. Ngoài ra, nhiều cư dân mạng đã đăng thông báo trên Weibo chính thức của mạng động đất Trung Quốc ngày 1 tháng 9 nói rằng đã có trận động đất ở Tây Nam, tỉnh Sơn Đông và Khanding, tỉnh Tứ Xuyên vào sáng ngày 2 tháng 9, nhưng không được công bố chính thức. Người ta cảm nhận được trận động đất lúc 5 giờ 40 phút tại quận Trường Khánh, thành phố Tây Nam, tỉnh Sơn Đông, không phát hiện thấy trận động đất lúc 5 giờ sáng ngày 31 tháng 8 tại quận Trường Khánh, thành phố Tây Nam, tỉnh Sơn Đông. Tôi đang ở thị trấn Tân Đô Kiều, thành phố Khang Định, tỉnh Gansu, tỉnh Tứ Xuyên. Và lúc 7 giờ sáng nay, tôi rõ ràng đã cảm nhận được động đất và tôi không phải là người duy nhất cảm nhận được trận động đất, nhưng không có tin tức chính thức nào về động đất. Trong nhiều thế kỷ qua, Trung Quốc đã cố gắng kiểm soát các hệ thống đê điều, sông, kênh rạch. Tuy nhiên, dù đã đổ hàng tỷ đô la Mỹ vào các dự án chống ngập lụt, Trung Quốc vẫn đang phải đối mặt với tình hình ngày càng tồi tệ hơn. Trung Quốc đang trải qua trận mưa lũ lớn nhất trong 100 năm qua. Có hơn 30 triệu người Trung Quốc bị ảnh hưởng, trong đó ít nhất 20 người thiệt mạng do ảnh hưởng của lũ lụt. Tính đến ngày thứ tư tuần trước, lượng mưa ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã vượt quá khả năng chứa nước của các hồ chứa cỡ vừa và cỡ lớn. Nhiều con đường biến thành sông khiến người dân bị cô lập. Theo dự báo, phải mất tới một tháng để nước lũ có thể hoàn toàn rút khỏi tỉnh Hà Bắc. Tình hình ngập úng nghiêm trọng tại các thành phố cho thấy các biện pháp chống ngập lụt từng được chính quyền Bắc Kinh triển khai vẫn còn tồn đọng nhiều yếu điểm. Đặc biệt, trong số đó phải kể đến dự án thành phố bọt biển với trị giá hàng nghìn đô la Mỹ từng được Trung Quốc phát triển. Sáng kiến thành phố bọt biển được ra đời vào năm 2015 với tham vọng sẽ giúp tạo ra không gian chứa nước mưa tạm thời. Theo đó, các thành phố ở Trung Quốc sẽ sử dụng những khu vườn trên mái nhà, vỉa hè có thể thấm nước và bể chứa ngầm để có thể hấp thụ tới 70% lượng nước mưa, sau đó từ từ đổ ra sông hoặc hồ chứa. Nhiều công trình tầm cỡ của Trung Quốc đã được xây dựng với sáng kiến này. Đơn cử như sân bay Đa Sinh ở ngoại ô Bắc Kinh với hệ thống hồ nước bể chứa được thiết kế để hấp thụ lượng mưa lấp đầy khoảng 1.300 bể bơi đạt tiêu chuẩn Olympic hay cơ sở hạ tầng bọt biển với tổng đầu tư lên tới 7 tỷ đô la Mỹ tại Trịnh Châu, Hà Nam. Tuy nhiên, trong trận mưa lũ lịch sử năm nay, một phần đường băng của sân bay Đại Hưng vẫn bị ngập. Trong khi đó, ở nhiều nơi có cơ sở hạ tầng bọt biển, người dân vẫn khốn đốn khi lượng nước liên tục dâng cao trong những ngày mưa lớn vừa qua. Mặc dù ban đầu sáng kiến thành phố bọt biển đã có tác dụng ở nhiều nơi, nhưng chính quyền Bắc Kinh đã không tính đến một trường hợp ngoại lệ, đó là các sự kiện thời tiết có tính cực đoan. Theo tiến sĩ Hồng Trương Từ thuộc Đại học Quốc gia Australia, các sự kiện thời tiết cực đoan hiện nay đã tạo ra lượng nước mưa vượt xa sức chứa của các hệ thống bọt biển, vốn được thiết kế dựa trên dữ liệu lượng mưa 30 năm kể từ năm 2014 quay ngược trở lại. Bên cạnh đó, tốc độ đô thị hóa của Trung Quốc cũng đang gây áp lực không nhỏ lên hệ thống thoát nước của quốc gia này. Theo tiến sĩ Su, chính quyền Trung Quốc nên cải thiện các hệ thống thoát nước, không nên phụ thuộc vào một chiến lược duy nhất mà cần phải kết hợp các biện pháp khác nhau để mang lại hiệu quả tốt nhất. Thưa quý vị, lũ lụt nặng nề, Trung Quốc đã buộc phải điều động quân đội và cảnh sát đối phó. Trung Quốc triển khai đồng loạt nhiều biện pháp ứng phó lũ lụt tại miền Bắc, bao gồm điều động quân đội, cảnh sát và cấp thêm kinh phí hỗ trợ các vùng bị ảnh hưởng. Trung Quốc triển khai hàng nghìn binh sĩ và cảnh sát để hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt ở khu vực miền Bắc nước này. Ở các tỉnh Hắc Long Giang và Cát Lâm, các binh sĩ và cảnh sát giúp đặt bao cát dọc các con sông, sửa chữa đường xá và phát nhu yếu phẩm theo Tân Hoa xã. Hôm Chủ nhật, Trung Quốc đã cung cấp thêm 350 triệu nhân dân tệ, khoảng 50 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ các vùng bị lũ ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và cả các tỉnh ở Đông Bắc Trung Quốc. Cho đến nay, chính phủ Trung Quốc đã phân bổ 520 triệu nhân dân tệ, hơn 72,8 triệu đô la Mỹ trong quỹ cứu trợ thiên tai cho các khu vực bị ảnh hưởng lũ. Theo tờ China Daily, chính quyền địa phương có thể sử dụng các quỹ này để cứu trợ thiên tai, ứng phó khẩn cấp, di dời cư dân và khắc phục hậu quả lũ lụt. Trước đó, Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Quốc Thanh đã đến Thiên Tân để kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ lụt. Ông Trương cho biết ưu tiên chính là đảm bảo chỗ ở cho người bị ảnh hưởng. Ông cũng yêu cầu chính quyền địa phương cung cấp thực phẩm, nước uống, quần áo, thuốc men và các vật dụng thiết yếu khác cho các nạn nhân bị lũ ảnh hưởng. Tính đến ngày Chủ nhật vừa qua, hơn 30 người thiệt mạng vì lũ do ảnh hưởng bão số 3, trong đó có 11 người ở thủ đô Bắc Kinh, 10 người ở thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, còn lại ở Hà Bắc. Gần 100 huyện ở Hà Bắc bị ngập lụt, ảnh hưởng đến 2,2 triệu người.
tại Thư Lan, tỉnh Cát Lâm tính đến trưa thứ Sáu, lượng mưa trung bình ghi nhận được là 111,7mm. Một trạm đo mưa tại Thư Lan đã ghi nhận lượng mưa 489mm, gấp hơn 4 lần so với kỷ lục trước đó. Trong đợt lũ lụt Trung Quốc xảy ra gần đây, 4 quan chức thành phố ở phía đông bắc nước này đã bị nước lũ cuốn trôi khi đang đi thị sát. Là Húc Đông, phó thị trưởng thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc và 3 thành viên trong đoàn đã thiệt mạng trên đường đi đánh giá tình hình lũ lụt khu vực trong ngày thứ Sáu. Tân Hoa Xã thông tin, 4 quan chức gặp nguy hiểm trên đường đến hiện trường lũ lụt ở các thị trấn Khai Nguyên và Kim Mã ở Thư Lan, Tân Hoa Xã đưa tin. Trang tin tức Đại Trung có trụ sở tại Sơn Đông cho biết thi thể của các quan chức thiệt mạng trong lũ lụt được tìm thấy vào khoảng trưa thứ Bảy. Vụ 4 quan chức thiệt mạng nâng tổng số người chết ở Cát Lâm trong đợt lũ lần này lên 10 người. Trong suốt tuần qua, Trung Quốc đã trải qua mưa bão và ngập lụt tàn phá nhiều khu vực của đất nước. Lũ lụt ở Trung Quốc có một phần nguyên nhân do siêu bão số 3 đổ bộ vào miền đông nam nước này vào tuần trước. Mưa bão những ngày qua đã dẫn đến tình trạng ngập lụt tại nhiều tỉnh thành phố của Trung Quốc, gây thiệt hại nặng nề. Tính chung, hơn 30 người đã thiệt mạng trong đợt mưa lũ này trên toàn quốc, trong đó có 11 nạn nhân ở Bắc Kinh. Hôm Chủ nhật, giới chức Trung Quốc chi thêm 350 triệu nhân dân tệ, khoảng 49 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc cũng như vùng Đông Bắc Trung Quốc chịu ảnh hưởng của lũ lụt. Đến nay, chính phủ nước này đã chi 520 triệu nhân dân tệ, khoảng 72,5 triệu đô la Mỹ trong quỹ cứu trợ thiên tai cho các vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Tới nay, chính phủ Trung Quốc đã phân bổ 520 triệu nhân dân tệ, khoảng 72,5 triệu đô la Mỹ trong quỹ cứu trợ thiên tai cho các vùng bị lũ lụt. Theo Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, sau khi chỉ đạo công tác cứu hộ tại quận Mentogu của Bắc Kinh vào tuần trước, Phó Thủ tướng Trương Quốc Khánh đã được cử đến Thiên Tân, một thành phố cảng ở phía đông thủ đô, vào hôm thứ Năm để giám sát các nỗ lực kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Ông Zhang cho biết ưu tiên chính là đảm bảo chỗ ở cho những người bị ảnh hưởng và chính quyền địa phương nên cung cấp thực phẩm, nước uống, quần áo, thuốc men và các vật dụng thiết yếu khác. Ông cũng cho biết việc cứu trợ phải nhanh chóng để đảm bảo ổn định xã hội. Thưa quý vị, Trung Quốc đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp độ 4 sau trận động đất mạnh 5,5 độ Richter tấn công tỉnh Sơn Đông phía đông Trung Quốc. Văn phòng Trung tâm Cứu trợ Động đất thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc và Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã kích hoạt mức ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 sau khi trận động đất có độ lớn 5,5 xảy ra ở tỉnh Sơn Đông, miền đông nước này. Ít nhất 10 người đã bị thương và 74 ngôi nhà đã bị đổ sập do trận động đất, kèm theo 52 dư chấn sau đó. Nguồn cung cấp điện đang hoạt động bình thường mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hiện chưa có báo cáo rò rỉ hoặc hư hỏng đường ống dầu khí. 9 giờ 50 phút ngày 1 tháng 9, cơn bão số 4 năm nay Kanun đã đổ bộ vào ven biển Vạn Ninh, Hải Nam. Khi đổ bộ, sức gió lớn nhất ở vùng tâm là cấp 14. Gió to và mưa lớn khiến đường xá ngập lụt nghiêm trọng, khu dân cư mất điện, chuyến bay 489 bị hủy. Ngoài ra, hoạt động vận tải hành khách, taxi và vận tải đường biển cũng buộc phải dừng lại, giao thông gần như tê liệt. Có mưa lớn ở Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Giang Tây và những nơi khác và mưa lớn cục bộ ở Hải Nam. Trước khi Kanun đổ bộ, đường giữa Hải Tú, đại lộ Quốc Hưng, đại lộ Quỳnh Châu và các đoạn khác ở thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam đã bị ngập lụt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc điều khiển phương tiện. Một số công trình xây dựng bị gió mạnh thổi bay, cây lớn bị đổ và đập nát kính chắn gió ô tô. Ở Quỳnh Hải, Văn Xương và những nơi khác, một số làng và thị trấn đã bắt đầu mất điện vào sáng sớm ngày 1 tháng 9. Vào sáng sớm ngày 1 tháng 9, một cư dân mạng đưa tin rằng một nông dân họ Phu ở đội 7 của thôn Kiến Linh Khiêm, ủy ban thôn Đông Hưng, thị trấn Vạn Thành, thành phố Vạn Ninh, đã có 31 con gia súc trong chuồng gia súc bị cơn bão Kanun thổi bay vào đêm ngày 1 tháng 9. Cơn bão dữ dội đã gây ngập úng nghiêm trọng trên đường. Gia súc của người chăn nuôi bị điện giật do đường dây cao thế bị gió thổi đứt gây thiệt hại nặng nề. Các tuyến đường trong thành phố bị ngập nặng. Một sinh viên trường kinh tế Hải Khẩu đã đăng một bức ảnh trên Weibo nói rằng siêu thị của trường đã bán hết vé. Các sinh viên trường kinh tế Hải Khẩu đã tải lên những bức ảnh kèm theo dòng chữ nói rằng siêu thị của trường đã hết sạch hàng hóa. Bị ảnh hưởng bởi cơn bão, sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu và sân bay quốc tế Phượng Hoàng Tam Á đã đưa ra cảnh báo đỏ về việc hoãn chuyến bay trên diện rộng. Hai sân bay này đã hủy tổng cộng 489 chuyến bay vào ngày 1 tháng 9. Ngoài ra, toàn bộ eo biển Quỳnh Châu bị đóng cửa, hoạt động vận tải hành khách của đường sắt Quảng Đông Hải bị đình chỉ, các chuyến tàu cao tốc quanh đảo bị đình chỉ và toàn bộ đội tàu của tập đoàn vận tải Hải Nam Kỳ bị đình chỉ.
Vào lúc 9 giờ sáng ngày 1 tháng 9, giao thông công cộng ở Tam Á bị đình chỉ, taxi bị đình chỉ lúc 11 giờ sáng. Ước tính ban đầu công suất bình thường sẽ được khôi phục vào sáng ngày 2 tháng 9. Vào lúc 3 giờ 35 phút sáng thứ tư tuần trước, bão số 4 đổ bộ vào bán đảo Đại Bằng ở Thâm Quyến với sức gió tối đa cấp 14 ở vùng gần tâm. Bão khiến hơn 16.000 hộ gia đình mất điện. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, dưới ảnh hưởng của cơn bão mạnh số 4, hơn 30 đường dây cấp điện ở Thâm Quyến bị đứt và hơn 16.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Sau đợt sửa chữa gấp rút, đã có khoảng 11.000 hộ được cấp điện trở lại và 4.000 hộ chưa có điện trở lại. Bão số 4 đi đến đâu, cây cối bật gốc, lan can bảo vệ đường bị thổi bay và một số con đường bị ngập lụt. Ngoài ra, cầu Vịnh Thâm Quyến tạm thời bị đóng cửa và con đường từ Phu Minh đến đại lộ Sen Nan đã bị đóng cửa. Vào khoảng 10 giờ 40 phút sáng ngày thứ Tư, kính của tòa nhà Hangu bên cạnh Bệnh viện Phúc Điền Thâm Quyến vỡ vụn, nhiều mảnh kính rơi xuống khiến giao thông bị tắc nghẽn. Vào ngày thứ Ba, tất cả các quầy làm thủ tục tại sảnh khởi hành của sân bay Thâm Quyến đã đóng cửa và sân bay Thâm Quyến đã hủy 140 chuyến bay. Đài quan sát khí tượng Quảng Đông cho biết bão số 4 dự kiến sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h, cường độ sẽ dần yếu đi. Sau khi đi qua Thâm Quyến, Đông Quan, Quảng Châu, Phật Sơn và Triệu Khánh, nó sẽ tiến vào Quảng Tây vào ngày tối thứ Tư. Sáng sớm thứ Tư, bão số 4 đổ bộ vào Thâm Quyến với sức gió mạnh nhất cấp 14 ở vùng gần tâm. Tại ngã tư Vĩnh Tường của đại lộ Bản Học Cương, chiếc xe tải bị lật do mưa to gió lớn, cây cối ven đường bị bật gốc. Bão số 4 đã vượt qua Đài Loan, quét qua Hồng Kông và tiến thẳng vào các vùng duyên hải phía đông nam Trung Quốc và cường độ của nó tiếp tục tăng lên. Bão số 4 đã vào Hồng Kông vào ngày thứ Ba và hạ cánh xuống bán đảo Đại Bằng của Thâm Quyến vào lúc 3 giờ 35 phút sáng ngày thứ Tư. Đài quan sát khí tượng Quảng Đông cho biết bão số 4 dự kiến sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h, cường độ sẽ dần yếu đi. Sau khi đi qua Thâm Quyến, Đông Quan, Quảng Châu, Phật Sơn và Triệu Khánh, nó sẽ tiến vào Quảng Tây vào tối ngày thứ Tư. Được biết, bão số 4 có sức gió tối đa là 14 gần trung tâm Thâm Quyến. Bão đi đến đâu là cây lớn bật gốc và các tòa nhà bị hư hại. Cơn bão dữ dội ở Thâm Quyến đã khiến hơn 16.000 hộ gia đình bị mất điện. Sau đây là những hình ảnh về bão số 4 sau khi nó hoành hành ở Hồng Kông, Quảng Đông và Quý Châu. Bão số 4 đổ bộ vào Hồng Kông vào ngày thứ Tư và cây cối bị bật gốc. Khi cơn bão số 4 đổ bộ vào Hồng Kông vào ngày thứ Tư, giàn giáo của tòa nhà đã bị thổi bay, cây cối đổ ngổn ngang, các biển quảng cáo bị thổi bay, còn những người đi bộ phải vật lộn để đi trên đường. Những người đi bộ phải cố gắng giữ thăng bằng và vô cùng hoảng loạn. Một số lượng lớn hành khách đã bị mắc kẹt tại sân bay quốc tế Hồng Kông. Cơn bão số 4 đã tàn phá tỉnh Quý Châu. Bão số 4 đổ bộ vào bán đảo Đại Bằng ở Thâm Quyến vào rạng sáng ngày thứ Tư, ảnh hưởng đến nhiều nơi ở Quảng Đông. Bầu trời Quảng Châu xám xịt, gió thổi kèm theo mưa lớn, khắp nơi có thể nhìn thấy cây đổ. Theo các phương tiện truyền thông đại lục đưa tin, khi bão số 4 xảy ra, khu vực trung tâm thành phố Quảng Châu bị bao phủ bởi một màu xám xịt. Gió mạnh và mưa ngày càng lớn. Theo Đài quan sát khí tượng Quảng Châu, sức gió tối đa gần trung tâm quận Phiên Ngung đạt cấp 10, với tốc độ khoảng 28 m/s. Hiện tại, các phần trên cao và trên mặt đất của mạng lưới tàu điện ngầm Quảng Châu đã bị đình chỉ dịch vụ. Sân bay Bạch Vân Quảng Châu hủy một số lượng lớn chuyến bay nhưng không đóng cửa hoàn toàn. Ngoài ra, Chu Hải, một thành phố lân cận của Quảng Châu cũng không được tha. Nền tảng cô gái đánh cá mang tính biểu tượng của Chu Hải đã bị nước biển nhấn chìm, lối vào công viên bờ biển, một danh lam thắng cảnh trong khu đô thị chính của Châu Hải đã bị đóng cửa. Ngoài ra còn có sóng lớn ở bờ biển Chu Hải và tất cả các hoạt động bên bờ biển đã bị dừng lại. Bão số 4 cũng mang theo lượng mưa lớn đến Huệ Châu, nơi tiếp giáp với Quảng Châu, đồng thời gây ra chiều cường ở vùng biển gần đó. Theo tin tức từ mạng thời tiết Trung Quốc, bão số 4 dự kiến sẽ mang theo gió mạnh và mưa đến Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quý Châu và những nơi khác. Bến tàu cô gái đánh cá Châu Hải đã bị nước biển nhấn chìm. Nước sông Châu Giang ở Quảng Châu tăng mạnh, sông nội địa Châu Giang ở Quảng Châu nước dâng cao, đường phố ngập lụt, các siêu thị đã trống rỗng các mặt hàng. Thưa quý vị, trong những ngày qua, miền Nam có lượng mưa lớn nhất. Lượng mưa ở 9 nơi thuộc Quảng Tây và Quảng Đông đã phá kỷ lục về tổng lượng mưa vào đầu tháng trước. 110 con sông ở 8 tỉnh bị lũ trên mức cảnh báo, 2,62 triệu người ở 11 tỉnh bị ảnh hưởng, nhiều người chết, mất tích. Trong số đó, 22 trạm của 16 con sông ở Quảng Tây đã trải qua trận lũ siêu báo động. Nhà cửa, đường phố ở nhiều làng mạc, thị trấn bị ngập nước, đường xá nhiều nơi bị sạt lở, giao thông bị gián đoạn, điện nước bị cắt, một số ngôi nhà bị hư hỏng nặng.
các quan chức ở Quảng Tây chỉ công bố cái chết của 9 người và một số người nói rằng số người chết còn nhiều hơn con số này. Quảng Tây xả lũ không báo trước. Dương Sóc, Vĩnh Phúc và Bình Lê ở Quế Lâm, Quảng Tây gần như đã trở thành thành phố biệt lập trong nước. Các thị trấn của huyện đã bị ngập úng nghiêm trọng. Cô Trần Hồng, người điều hành một homestay ở quận Dương Sóc, nói với phóng viên của Export Time rằng trời mưa liên tục trong nhiều ngày kể từ ngày thứ Sáu, tôi đã không thấy nó trong nhiều năm. Năm nay là đặc biệt nghiêm trọng. Khi lũ lên, cả hai tầng của cư dân đều bị ngập và họ chỉ có thể lên tầng 3 để ngủ. Nước lũ sông Ly rất cao. Lúc 6 giờ tối ngày 1 tháng 9, hồ chứa tương đối lớn ở thượng nguồn sông Ly xả lũ mà chúng tôi không được thông báo. Một hồ chứa nhỏ gần huyện chúng tôi đã vỡ, nước tràn vào đổ vào thị trấn trong quận. Trần Hồng cho biết, quận Dương Sóc hiện đang rất hỗn loạn, khắp nơi đều có lở đất. Những ngôi nhà không phải bê tông cốt thép đã bị ngâm nước lâu ngày. Nhiều ngôi nhà đã bị sập, đoạn video cho thấy đường phố ở huyện Dương Sóc và một số thị trấn ở Quế Lâm, Quảng Tây đã biến thành sông. Nhà cửa và ô tô của người dân bị nhấn chìm, nước ngập đến thắt lưng. Trần Hồng nói rằng toàn bộ quận đã bị ngập lụt. Hôm nay tôi ra ngoài xem chỗ nào cũng có bùn. Nhiều người đã dọn dẹp ở nhà, đồ đạc và xe bị ngâm trong nước. Khi phóng viên hỏi khi nào nó sẽ trở lại bình thường, Trần Hồng nói sẽ mất khoảng 10 ngày hoặc nửa tháng. Bây giờ không phải là vấn đề với một gia đình. Rất nhiều gia đình bị ngập lụt, nhiều gia đình đang làm ăn, ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh. Cộng với dịch bệnh năm nay nên việc kinh doanh ế ẩm, ít khách hàng. Phóng viên của Export Time đã gọi vào điện thoại di động và điện thoại cố định của nhiều người ở quận Dương Sóc vào khoảng 3 giờ chiều ngày 31 tháng 8. Nhưng không ai trong số họ kết nối. Trần Hồng tin rằng điều này có liên quan đến sự cố mất điện, không ổn định hoặc thậm chí không có tín hiệu. Hiện đang xảy ra tình trạng mất điện, mất nước trên toàn quận. Mưa lớn cũng ảnh hưởng đến khu thắng cảnh sông Lệ Giang, một chủ sở hữu của khu thắng cảnh Lệ Thủy nói với The Epoch Times, sau khi nước sông Ly dâng cao, tất cả các tàu du lịch đều bị đình chỉ và chúng tôi không thể đến sông để thưởng ngoạn phong cảnh. Khi nào nó hoạt động trở lại, điều đó phụ thuộc vào thông báo của Ủy ban Quản lý sông Ly và nước vẫn đang dâng cao. Bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, lượng khách du lịch đến trong thời gian này ít hơn và việc kinh doanh cũng bị ảnh hưởng. Trần Hồng nói rằng, thật khó cho mọi người, tôi không biết liệu chính phủ có trợ cấp hay không. Tôi chưa nghe nói về trợ cấp. Trước đó, Bộ Tài nguyên nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp cấp 4 đối với thiên tai lũ lụt và hạn hán lên cấp 3. 110 con sông ở 8 tỉnh gồm Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến và Chiết Giang bị lũ trên mức cảnh báo. Tính đến 14 giờ ngày 1 tháng 9, lũ lụt do mưa lớn ở miền Nam đã khiến 2,627 triệu người tại 11 tỉnh, khu tự trị gồm Quảng Tây, Quý Châu, Quảng Đông, Giang Tây, Hồ Nam, Phúc Kiến, hơn 1.300 ngôi nhà bị sập đổ. Thiệt hại kinh tế trực tiếp 4,04 tỷ nhân dân tệ. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung ương, lượng mưa lớn như vậy sẽ còn kéo dài đến cuối tuần tới. Bắt đầu từ ngày 2 tháng 9, lượng mưa ở miền Nam Trung Quốc đã suy yếu, nhưng ở miền Bắc Quảng Tây vẫn có mưa lớn. Trong ngày 3 tháng 9, một số khu vực Quế Lâm, Liễu Châu, Hà Trì và các thành phố khác vẫn có mưa vừa, mưa to đến rất to cục bộ. Nhìn chung, phía đông tây bắc Trung Quốc, phía tây Hoàng Hoài, phía tây Giang Hoài, hầu hết Giang Hán, phía đông tây nam Trung Quốc, phía bắc Giang Nam và phía đông và các nơi khác có mưa vừa đến mưa to, trong đó có mưa to cục bộ ở đông Hà Nam, đông nam Trùng Khánh và đông bắc Quý Châu. Dự kiến vào khoảng ngày 4 tháng 9, vành đai mưa chính cũng sẽ di chuyển về phía bắc đến trung và hạ lưu sông Dương Tử. Vành đai mưa lớn về cơ bản sẽ duy trì ở đây cho đến giữa tháng. Vẫn sẽ có mưa lớn ở phía tây và phía bắc Quảng Tây theo thời gian. Quý vị thân mến, hôm kia Đa Cun, làng Cao Đường, làng Đại La Đông, thị trấn Tân Phong, thành phố Bắc Lưu, thành phố Ngọc Lâm, Quảng Tây và làng Dương Đảo, thị trấn Long Thành đã bị lũ lụt và lở đất tấn công, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 1 người mất tích. Ngoài ra, mực nước của 39 con sông bao gồm sông Tây Giang và sông Lưu Giang đã vượt qua mức cảnh báo. Theo báo cáo toàn diện của các phương tiện truyền thông đất đai, từ 8 giờ ngày 31 tháng 8 đến 8 giờ ngày 1 tháng 9, thị trấn Sơn Đông, thị trấn Phúc Tân và thị trấn Tân Phong ở thành phố Bắc Lưu gặp mưa lớn, trong đó lượng mưa của thị trấn Tân Phong lên tới 275,2mm. Cách ngôi làng nơi xảy ra vụ việc khoảng 10km do sạt lở đất nhiều nơi, đá lớn, bùn đất, cây cối đổ xuống chắn ngang đường. Sạt lở ở thị trấn Tống Triều Thiền, Đại Cung, Tân Phong lên tới hàng nghìn mét khối. Các quan chức Quảng Tây đã báo cáo vào ngày 1 tháng 9 rằng các thảm họa mà thành phố Bắc Lưu phải gánh chịu chủ yếu là sạt lở đất và lở đất xảy ra ở một số nơi. Thống kê sơ bộ đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng tại 4 thôn với 486 điểm sạt lở.
Theo thông tin do Trung tâm Thủy văn, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cung cấp vào ngày 31 tháng 8, do lượng mưa lớn kể từ tuần trước và tác động của thượng nguồn, 64 đoạn sông của 39 con sông bao gồm sông Tây Giang, sông Liệu Giang, sông Quý Giang và sông Tương Giang đã vượt quá cảnh báo lũ từ 0,4 đến 3,83 m. Mức báo động lớn nhất đối với đoạn sông Dung thuộc quận Dung Thủy. Lúc 8 giờ 30 phút ngày 31 tháng 8, đỉnh lũ cấp 2 Tây Giang đến thành phố Ngô Châu, Quảng Tây, trạm thủy văn Tây Giang Ngô Châu có mực nước đỉnh lũ là 20,31 m, vượt mực nước cảnh báo 1,81 m vào lúc 14 giờ ngày 31 tháng 8. Mực nước của trạm thủy văn Tây Giang Ngô Châu vẫn ở mức khoảng 20,25 m, mực nước cảnh báo là 18,5 m. Bị ảnh hưởng bởi nước dâng cao, tầng 1 của một siêu thị bên ngoài kè kiểm soát lũ ở thành phố Ngô Châu đã bị ngập hoàn toàn trong lũ và phần gác lửng của tầng 2 cũng bị ảnh hưởng. Sáng sớm ngày 31 tháng 8, một thị trấn ở phía nam huyện Bột Bạch, thành phố Ngọc Lâm, Quảng Tây hứng chịu mưa lớn. Long Đàm, Song Vương, Tống Vương, Đông Bình, Đại Bá, Tân Điền và nhiều thị trấn khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thiên tai. Ở một số thị trấn, điện đã bị cắt và một số người dân bị bao vây bởi lũ lụt và cần phải sơ tán. Vừa qua, Thượng Hải gặp gió to và mưa lớn khiến người dân lo lắng. Khu phố mới Phố Đông, quận Từ Hối, quận Hồng Khẩu và những nơi khác của Thượng Hải bị ngập lụt. Một số trung tâm mua sắm thậm chí còn có thác nước trong các tòa nhà của họ. Vào ngày thứ 6 tuần qua, Thượng Hải hứng chịu 3 cơn mưa lớn, gió mạnh và sấm sét. Đài quan sát khí tượng Thượng Hải đã cập nhật cảnh báo mưa bão màu xanh ban đầu thành tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày. Cho biết trong 6 giờ tới, ở Thượng Hải có mưa dông và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 9. Cô Si, một công nhân văn phòng ở Thượng Hải, nói với phóng viên của The Epoch Times rằng cơn mưa xối xả ở Thượng Hải bắt đầu vào thứ Bảy và tạnh nửa ngày vào ngày hôm đó. Và trời tiếp tục mưa không ngớt, kèm theo gió giật mạnh. Cô còn bảo mưa xối xả như vòi nước trên xe cứu hỏa phun xuống, thật kiếp sợ. Do trời mưa to, cô phải nhờ Uber chở đến công ty Phố Đông làm việc. Đi đường mất hơn 2 tiếng, nhưng ngày thường chỉ mất khoảng nửa tiếng. Sau khi tan sở, tôi cũng nhờ Uber đưa về nhà. Người lái xe Uber cũng nói với The Epoch Times rằng trong thời tiết như vậy, hành khách có thể về nhà cũng không tệ. Trong một khoảng thời gian vào buổi trưa, bão lớn đến nỗi xe không thể chạy được, vì vậy chúng tôi phải dừng lại và đợi 2 giờ để tránh nó một lúc. Nước ngập nhiều nơi, ở Thượng Hải đã ngập đến bắp chân, có nơi nước còn sâu hơn, có nơi hai làn đường thành một đường. Do bị ngập nước, có cư dân mạng đùa rằng dạo này không dám ra đường mà không có đò. Bà Si cũng giới thiệu rằng một thác nước lớn đã xuất hiện ở trung tâm mua sắm Joy City ở Thượng Hải và mưa đổ xuống từ đỉnh dốc của trung tâm mua sắm rất ngoạn mục. Một số công dân cho biết khi họ lao vào làm việc, quá trình này giống như một bộ phim thảm họa. Một số người dân cũng cho biết khi xuống xe trở về nhà, phần thân dưới của họ ướt sũng. Một số cư dân mạng còn hài hước cho rằng đi xe buýt cũng giống như đi thuyền. Thứ rơi ở Thượng Hải không phải là mưa mà là thác nước đúng không? Một người dân giới thiệu rằng anh ta bị đánh thức bởi sấm sét vào sáng sớm. Đó là sấm sét thật đáng sợ. Truyền thông Thượng Hải cũng đưa tin nhiều người đã bị đánh thức bởi sấm sét trong giấc ngủ ngày 1 tháng 9, mưa lớn tấn công trung và hạ lưu sông Dương Tử. Bà Si lo lắng rằng trận lụt không phải là trận lũ khủng khiếp nhất mà các bệnh truyền nhiễm khác nhau sẽ xuất hiện sau trận lũ và hiện tại bệnh viêm phổi do virus corona vẫn chưa thuyên giảm. Khi mực nước của nhiều con sông ở trung và hạ lưu sông Dương Tử gần hoặc thậm chí vượt qua mức cảnh báo, tình hình kiểm soát lũ lụt rất nghiêm trọng. Bà Si lo lắng về việc liệu đập Tam Hiệp có thể chịu được mùa lũ này hay không. Một khi đập bị vỡ và nước tràn xuống, trung và hạ lưu sông Dương Tử sẽ gặp khó khăn, Thượng Hải cũng sẽ bị ảnh hưởng. Kể từ đầu tháng, những trận mưa xối xả đã gây ra thảm họa ở Trung Quốc đại lục, gây lở đất, lở bùn, lũ lụt, ngập úng và thậm chí là vỡ hồ chứa. Vũ Hán và những nơi khác đã thay ca 24 giờ để kiểm soát lũ lụt. Vào hôm thứ Sáu, cây cầu cổ có lịch sử hơn 400 năm ở An Huy đã bị lũ cuốn trôi vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày hôm đó. Cây cầu cổ có 11 lỗ, giờ chỉ còn lại 4 lỗ cầu. Chiều cùng ngày, thành phố Vũ Hán đã triển khai công tác chống lũ thoát nước theo phương án ứng phó cấp 2, sẵn sàng chiến đấu cấp 1. Yêu cầu triển khai lực lượng ứng trực 24/24 giờ. Quý vị thân mến, tuần qua, Thượng Hải gặp phải băng lửa hai bầu trời, nhiệt độ cao, sấm sét, mưa to, gió lớn và mưa đá cùng nhau ập đến, 5 cảnh báo liên tiếp được đưa ra. Một video tải lên mạng xã hội cho thấy hạt mưa đá lớn nhất có kích thước bằng quả trứng chim bồ câu. Cùng ngày cảnh báo sớm 5 màu, cam nhiệt độ, vàng sét, vàng mưa bão, vàng gió mạnh và mưa đá màu cam của Thượng Hải đã được đưa ra và thành phố đã phát động ứng phó cấp 3 để phòng chống lũ lụt và bão.
Vào lúc 12 giờ 42 phút trưa, Đài quan sát khí tượng Trung ương Thượng Hải đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa đá màu cam. Bị ảnh hưởng bởi những đám mây dông mạnh, dự kiến sẽ có nhiều khả năng xảy ra mưa đá cục bộ ở Nội Bảo Sơn, phía bắc của thành phố trung tâm Gia Định, Minh Hàng, Thanh Phố, Tùng Giang, Trùng Minh, yêu cầu người dân cần đề phòng. Trước đó, Thượng Hải đã cập nhật tín hiệu cảnh báo mưa bão màu xanh thành cảnh báo mưa bão màu vàng. Thời tiết Trung Quốc đưa tin trên Weibo rằng trước nửa đêm ngày thứ Sáu, hầu hết các khu vực của Thượng Hải sẽ có dông bão và lượng mưa cục bộ sẽ lên tới hơn 50mm trong một giờ. Nhiều cư dân ở quận Bảo Sơn của Thượng Hải đã quay video trận mưa đá và đăng chúng lên mạng xã hội. Một số cư dân mạng cho biết hạt mưa đá lớn nhất có kích thước bằng quả trứng chim bồ câu và thậm chí có một hạt to bằng quả trứng gà, có thể khiến người ta bất tỉnh. Một cư dân mạng đã đăng tải bức ảnh hạt mưa đá đập vỡ kính cửa sổ cho biết mưa đá làm vỡ cửa kính thành một lỗ. Một số cư dân mạng đã thu thập những hạt mưa đá và làm lạnh bia của họ. Một số cư dân mạng cũng than thở, Thượng Hải xứng đáng là thành phố kỳ diệu. Mưa đá, sấm sét và nhiệt độ cao, bầu trời đầy băng và lửa. Không chỉ có mưa đá rơi vào giữa mùa hè ở Thượng Hải, cư dân mạng ở Tô Châu đã để lại lời nhắn. Tô Châu cũng có mưa đá, hôm nay Thượng Hải xảy ra hiện tượng thời tiết hiếm gặp, sấm sét, gió giật mạnh, mưa lớn và mưa đá kéo đến. Bốn tín hiệu cảnh báo thời tiết được phát đi. Nhiều người dân đã chụp lại cảnh mây đen ập xuống thành phố, ngày như đêm và mưa xối xả. Đài quan sát khí tượng Trung ương Thượng Hải đã phát tín hiệu cảnh báo sét màu vàng vào lúc 11 giờ 55 phút trưa ngày thứ Sáu. Thời tiết dự kiến có sấm sét sẽ xảy ra ở hầu hết các khu vực của Thượng Hải từ chiều nay đến đêm, kèm theo lượng mưa lớn ngắn hạn với tối đa cường độ mưa mỗi giờ từ 20mm đến 30mm và dông và gió giật cấp 7 đến cấp 8. Đài quan sát khí tượng Trung ương Thượng Hải đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu xanh lam vào lúc 12 giờ 50 phút trưa ngày thứ Sáu tại thành phố trung tâm, thành phố Gia Định, Bảo Sơn, Phố Đông, Trùng Minh, Song Giang, Minh Hàng và những nơi khác sẽ tạo ra lượng mưa lớn trong thời gian ngắn với lượng mưa hàng giờ trên 35mm. Đài quan sát khí tượng Trung ương Thượng Hải đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa đá màu vàng vào lúc 12 giờ 58 phút trưa ngày thứ Sáu. Dự kiến sẽ có mưa đá ở thành phố Trung Tâm, Phố Đông, Trùng Minh, Song Giang, Thanh Phố, Minh Hàng, Gia Định, Bảo Sơn và những nơi khác trong 6 giờ tới. Đài quan sát khí tượng Trung ương Thượng Hải cũng đưa ra tín hiệu vàng cảnh báo gió mạnh. Dự báo trong 12 giờ tới sẽ có mưa dông và gió giật mạnh cấp 8 đến cấp 10. Ở các thành phố trung tâm như Phố Đông, Trùng Minh, Tùng Giang, Thanh Phố, Minh Hàng, Gia Định, Bảo Sơn và những nơi khác. Video do cư dân mạng quay cho thấy Thượng Hải bị mây đen bao phủ ngày như đêm. Cơn mưa như chút kèm theo sấm sét. Vào ngày thứ Sáu, cảnh quay thực sự của cơn bão Thượng Hải, ngày mưa như chút nước đã lao vào tìm kiếm Thịnh Hành, khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi và chế giễu. Thưa quý vị, tối ngày 1 tháng 9, tại Bắc Kinh xảy ra mưa lớn, sấm sét và gió giật mạnh, trong đó 11 quận gồm Mật Vân, Thuận Nghĩa và Thông Châu hứng chịu mưa đá bất ngờ. Hạt mưa đá lớn nhất có đường kính khoảng 5cm, kích thước bằng quả bóng bàn. Theo Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh, trong ngày 1 tháng 9 ở Bắc Kinh có mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa to cục bộ kèm theo sấm sét. Từ chiều đến đêm ngày 2 tháng 9, hầu hết các khu vực của Bắc Kinh xảy ra dông bão, Đông Bắc và Bắc Thông Châu có mưa lớn cục bộ. Từ 14 giờ đến 21 giờ ngày 2 tháng 9, lượng mưa tối đa ở khu vực nội thành Bắc Kinh ở Triều Dương, Lâu Từ Trang là 22,7mm, lượng mưa tối đa của thành phố là 87,5mm ở Tháp Mật, Vân Diệp Tiên và cường độ mưa tối đa mỗi giờ ở Lý Tùy, Thuận Nghĩa là 76,7mm. Mưa đá xảy ra cục bộ ở Diên Thành, Hoài Nhu, Mật Vân, Bình Cổ, Thuận Nghĩa, Trường Bình, Thông Châu, Triều Dương, Đại Hưng, Phượng Đài, Phương Sơn và các quận khác với đường kính tối đa là 5cm. Mật Vân, Thuận Nghĩa, Thông Châu, Triều Dương, Đại Hưng và Thạch Cảnh Sơn đã trải qua những cơn gió mạnh ngắn hạn từ cấp 6 đến cấp 8 tại địa phương. Vào ngày 2 tháng 9, Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh liên tiếp đưa ra các tín hiệu cảnh báo màu vàng về sấm sét, gió giật vàng và mưa đá vàng. Bình Cổ nâng cấp và phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu cam, còn Thông Châu nâng cấp tín hiệu cảnh báo mưa bão màu cam và đỏ. Theo báo cáo của tin tức Bắc Kinh, vào khoảng 18 giờ chiều ngày 2 tháng 9, mưa đá đã rơi xuống quận Mật Vân, Anh Mã. Một người dân ở quận Mật Vân cho biết, trận mưa đã kéo dài hàng chục phút, nhiều ô tô trong khu dân cư bị ngập nát kính. Mưa đá phủ trắng xóa trên mái nhà và đường xá. Đến 18 giờ 46 phút, mưa đá
vẫn rơi. Anh Mạ nói rằng những hạt mưa đá khá lớn và bắn tung tóe lên ban công nhà tôi. Vì gió và mưa đá, tôi không dám mở cửa sổ. Không chỉ có mưa đá mà ở Mật Vân còn có mưa lớn. Anh nhìn thấy hai chiếc ô tô bị nước mưa làm ngập ở cổng khu dân cư đối diện. Bà Wang, một cư dân sống ở gần đường Nông Tế ở quận Mật Vân, nói với Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh rằng vào lúc 18 giờ 25 phút trong khu dân cư có mưa xen lẫn mưa đá, một số hoa và cây cối đặt bên ngoài bị dập nát, cây cối trong khu dân cư bị mưa đá làm hư hại và đổ rạp xuống đất. Hạt mưa đá lớn nhất có kích thước bằng quả trứng. Cư dân mạng ở Trung Quốc đại lục cho biết mái nhà bị đập âm âm, có cảm giác như ngôi nhà sắp bị dột. Mưa đá cũng rơi ở thành phố phía đông. Mưa đá cũng rơi ở thành phố phía tây. Nó khá lớn và nó kéo dài từ 3 đến 5 phút. Sấm điện và sấm sét, mưa đá to bằng quả trứng. Quận Triều Dương bị mưa đá vào ban đêm và có cảm giác như cửa sổ sắp bị đập vỡ. Mưa xối xả ở Dương Thành, Sơn Tây cũng đã gây lũ quét, ô tô lật và lấp đường. Thời gian gần đây, nhiều nơi trên đất liền có mưa lớn. Ngày 31 tháng 8, sau một trận mưa xối xả bất ngờ đổ xuống huyện Dương Thành, tỉnh Sơn Tây đã gây ra lũ quét, các phương tiện đậu trên đường bị lũ quét, lật úp gây thiệt hại nặng nề. Qua clip và ảnh hưởng do cư dân mạng chụp lại, có thể thấy nước lũ tràn xuống đường, quật ngã các phương tiện, có khu vực nước ngập đến đầu gối, xe ô tô bị lũ quét lật nhào. Một phụ nữ đi xe máy cũng bị hất xuống nước, phải bò xe lại. Lũ quét cuốn xe ô tô đi lòng vòng gây thiệt hại nặng nề. Một số cư dân mạng cho biết thảo nào tối ngày 1 tháng 9, sở có nhiều người nói muốn về quận lấy xe. Một số cư dân mạng địa phương cho rằng lũ lụt trên núi có liên quan nhiều đến sự phát triển của ngành bất động sản. Việc thu hồi đất khắp nơi đã lấp đầy các sông có chức năng điều tiết nước tự nhiên.